chức vô địch là lá cờ của Sài Gòn Heat tại mùa giải 2019 đang và cả Sài Gòn Heat cũng vậy. Sau đó thì họ cũng chưa thấy ghi thêm được điểm nào và vừa rồi là pha ném bóng thành công của Mr. Yuya. Sài Gòn Heat lại là một pha ném xa nữa và tiếp tục là pha ném bóng thành công của Yuya đang là bộ óc sáng tạo cho mọi lực tấn công của Sài Gòn Heat. Mr. Yuya lại là một pha ném bóng nữa và lần này thì anh đã thành công. Tiền của Tân Bình trong trận đấu ngày hôm nay vẫn là Christian Yuya và một tình huống mid range thành công. So với Cần Thơ Catfish. Tiếp tục là một tiếng drive and kick và 3 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Lại là Lê Quang, Lê Quang đã ghi 5 điểm liên tiếp dành cho đội bóng áo đỏ. Christian Yuya. Pha ném xa của Yuya thành công, 3 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Cũng rất nhiều những cầu thủ trẻ như Lê Quang là một và Heat đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Một tiếng Eurostep nhưng đó là một tiếng phòng thủ tốt của Nguyễn Đông Cường. Một đường truyền rất khó hiểu của các cầu thủ Cần Thơ Catfish và hai điểm tiếp theo không thể dễ hơn dành cho Christian Yuya. Cần Thơ Catfish đã để mất bóng quá nhiều. Một tình huống deep three của Christian Yuya đó là Curry Zone. Mới mang về 2 điểm đầu tiên cho Liên Hampton ở trong hiệp đấu thứ hai này sau 6 điểm ở hiệp đấu đầu tiên. Vâng, rất tự tin. Có vẻ như xa hơn nếu như Yuya hay một cầu thủ nào đó có sáng nhất thành công ở pha ném bóng này. Người vừa thực hiện thành công là Hoàng Tú. Christian Yuya. Một lần nữa Yuya đã ghi thêm 2 điểm cho đội chủ nhà. Christian Yuya ném xa thêm 3 điểm nữa cho Christian Yuya, 3 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Christian Yuya vẫn là lối thi đấu rất tự tin của cầu thủ này của VBA mùa giải 2020. Và ngay sau kỳ đấu thứ tư được bắt đầu thì Sài Gòn Heat đã ghi thêm được 2 điểm nữa. Mới chỉ có 7 điểm mà thôi. Và điểm số tiếp theo dành cho Christian Yuya. Pha phạm rất hay của các cầu thủ Catfish và đó là pha ghi điểm của Tim Well. Oh man, I think it was a great opening night. Team came out and played well, man. All the young guys were hitting shots, and I was really proud of our defense tonight. Really intense. So what about your matchup today, Tâm Đình from Cần Thơ Catfish? Oh yeah, I mean Tam's a friend of mine, man. He's obviously a really talented guard, and I just think that, you know, I think Coach Yerkes had a great game plan. We honed in on what we needed to hone in on. I think that's why we got the win tonight. So what about your purpose in VBA this year? Huh? And your purpose in this year, yeah, and your teams? Oh man, I mean my purpose is to win a championship. I got a great team who came off a championship this year, and you know, the only thing I'm focused in on is bringing it back to back to Saigon. So, you know, we want to go and win a championship, but it starts tonight, and we did it, went 1-0. Thank you. Thank you. Yeah.